giá rẻ hơn đáng kể. Ra mắt tháng 2 năm 2020, Samsung được cho là sẽ ra mắt ít nhất hai mẫu smartphone màn hình gập vào năm tới, bao gồm Galaxy Fold 2 với thiết kế gập dạng vỏ sò, so, và chiếc còn lại là phiên bản nâng cấp của Galaxy Fold thế hệ đầu tiên. Theo báo cáo mới từ Hàn Quốc, nhiều khả năng Galaxy Fold 2 sẽ được giới thiệu tại triển lãm di động toàn cầu 2020 diễn ra vào cuối tháng 2, cùng với Galaxy S11. Bên cạnh đó, Nguồn tin cũng cho biết chiếc điện thoại này sẽ có giá bán rẻ hơn khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, Samsung đang nhắm tới mục tiêu bán ra 6 triệu smartphone màn hình gập vào năm 2020. Tất nhiên, công ty sẽ phải hạ giá thành sản phẩm để có thể làm được điều đó. Cho đến nay, nhà sản xuất Hàn Quốc đã bán được hơn 500.000 chiếc Galaxy Fold, mặc dù thiết bị này có giá bán cực kỳ đắt đỏ lên tới 2.000 đô la Mỹ. Báo cáo từ Hàn Quốc cho biết, Galaxy Fold 2 dự kiến sẽ được bán ra với mức giá khoảng 1 triệu won, tương đương 850 đô la Mỹ khoảng 19,7 triệu đồng. Nếu thông tin trên là đúng, nó thậm chí còn có giá bán rẻ hơn cả Galaxy S11+. Mặc dù vậy, giá bán của chiếc điện thoại này khả năng cao sẽ tăng khi ra mắt trên thị trường quốc tế, có thể ở mức 1.000 đô la Mỹ, khoảng 23,2 triệu đồng.